Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nắm được thông tin Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1986, trú K82, Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép, có nguy cơ khả năng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Nên khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm qua 19 tháng 9 năm 2023, sau quá trình theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 43A54104 do Nguyễn Văn Thành cùng Nguyễn Phan Lợi, sinh năm 1996, trú K310 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu điều khiển, phát hiện bên trong xe có 2 khẩu súng ngắn kiểu rulo cùng 6 viên đạn. Đối tượng Nguyễn Văn Thành khai nhận đã mua 2 khẩu súng trên mạng vào năm 2022 với giá 14 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng, thu thập củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.